không? Đơn giản. Nói lại em nói lại. Dạ chị Linh chỉ còn ở trên Bình Dương chưa về nhà đây. Sao mà biết sao biết? Dạ. Tại vì ông anh ổng ngủ trên phòng trọ anh Chánh á, thì về có gõ cửa với khóc chưa về nhà được. Báo anh Chánh. Rồi có nói gì nữa không? Dạ. Thấy em Linh về khóc không hay là có dạ, nói? Có gì có khóc nói chưa về nhà được anh Chánh. Tại vì từ lúc mà em Linh mất tới giờ cũng mười mấy bữa rồi phải không? Dạ. Mười ngày. Hôm nay là gia đình mình phải lên trên đó để mà cầu hồn em về mới được. Dạ, 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 cũng nhà em cũng đang tính là không biết là chủ nhật này đi liền, không biết. Là anh hai ảnh nấu hôm nào em? Dạ, mới báo hồi sớm. Ông ba anh lên trên mấy hôm qua rồi đó, anh lên trên là nếu mà anh nói gì là đúng rồi. Không mà cái này là cô chú anh chị, cái này là Mạnh nói thật luôn nè. Hồi nãy giờ mắt xương á, vừa nói xong cái hết mắt xương luôn. Nói mắt xương, em mới vừa nói với kiến xong cửa, anh ở phòng trọ đối diện cửa. Thiên á thì cho hết mắt xương nghe rồi giờ gõ cửa lấy đồ. Gõ cửa mà còn nói nữa, nói tôi mà lấy đồ rồi tôi đi. Ủa là anh là cái hai là ngủ ở chung với Linh hả? Dạ, anh lên chạm với anh chạm mặt chung trên chạm đó. Dạ. Là bé Linh khóc rồi nói là chưa có về được ha? Dạ, báo mà kêu trên chạm đó, chưa về được. Ôi, tội quá. Là Linh báo mộng cho người nhà là ông anh hai, ông đấy là ông anh hai đúng không? Có nghĩa là gõ cửa là nói là khóc. Chưa có về được cả nhà. Dạ, chỉ còn chán đó. Dạ, không biết là cũng đang tính biết chắc ngày chủ nhật chắc gia đình phải lên chả anh kêu nha. Dạ, nhưng mà Linh có nói cụ thể là hiện tại đang không, ở bây đâu? Bây giờ nếu mà ai có ở chả anh thì lại hỏi thử trước đi để mình lên chả anh làm vô được hay không. Dạ, trên chả anh thì bây giờ đang ton đó, người ta sẽ gào ở ngoài. Hiện tại hiện trường là ta gào ton ở ngoài dưới một hàng gào sắt nữa. Là mình chỉ đứng mình kêu, nếu mà mình kêu là mình chỉ đứng ở ngoài mà mình không, bởi vì mấy sinh là cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước chảnh những người mà đang làm nhiệm vụ quản lý ở phong tỏa khu vực đó, rồi mong trình báo lên chính quyền cấp trên để mà sớm giải quyết quyền này. Nhưng mà cái việc mà mình gia đình của nạn nhân mình xin thì mong mà cơ quan người ta cho gia đình vào tới trong đó đi, cũng gia đình hứa là vô không có quậy phá, không có làm cái gì để cản trở cái công việc điều tra của cơ quan đâu, nhưng mà chỉ vô trong đó lên chỉ một cái ước muốn được tội nguyện cho gia đình là làm cho nó là đi lên tới cái chỗ mà lầu 3, chỗ mà em Linh nó làm á, thì để mà mình vô mình giấy 5-3 câu để mà kêu hồn cho em nó về đến nhà thôi. Để xin là bưng cái ly hương với một cái di ảnh của em Linh đó, đi vào trong đó một vòng rồi lên tới đó rồi kêu hồn đó rồi đi về. Chứ gia đình nếu mà được như vậy thì gia đình cảm ơn gia đình, nhưng mà mình hứa không có làm cản trở đến cái công việc điều tra của bên cơ quan nhà nước, cơ quan công an đầu điều tra. Thì mong rằng là những cái video của những anh em mà ngày sẽ đăng tải lên đó, thì nếu mà quý ông bà cô bác nào mà có xem thì hãy cho mấy anh em của tụi em một lượt chia sẻ nha. Để mà có thể là đến được những cơ quan chức năng cấp cao á, họ xem được thì họ sẽ cảm nhận được những cái lời của gia đình và sẽ có thể là giúp gia đình đi vào bên trong mà để mà gọi hồn của em Linh về nha quý ông bà cô bác. Và cái phòng trọ của em Linh để em của nó bây giờ lên mà cơ quan chức năng, cơ quan bên công an người ta làm việc, người ta không có phong tỏ là không cho mình vô, thì mình không có làm được cái trách nhiệm của gia đình. Mình đứng ngoài kêu dê thì chẳng khác nào cái lúc mà đang cháy quần quật đó, nó đứng ở trong nó kêu mình, rồi mình đứng ở ngoài mình kêu nó vậy thôi, chứ nó cũng có là không ra được. Cho nên gia đình thì cái suy nghĩ của gia đình thì suy nghĩ gì đó, thì muốn vô tới tận nơi trong đó gì đó để kêu ra rồi đi ra thôi, chứ không có ở trong đó để làm gì. Hiện tại thì trong cái phòng trọ của em Linh mà lúc trước ở thì còn đồ của em Linh hay không, mà sao em Linh lại về đó mà gõ cửa là đòi lấy đồ?
Dạ còn còn đồ thì đó đang dạ. Ở đó nó làm mà thì đương nhiên là nó còn đồ đạc đồ trong của nó trong đó nhiều lắm mà. Hôm bữa là gia đình mình không có dọn đồ của Linh về để mà dạ, đốt cho Linh hả? Dạ có dọn có nhưng mà không có hết đồ nhiều. Còn nữa. Bởi vậy. Còn nhiều cho nên là nó phải về nó lấy đúng rồi. Đúng dạ. Rồi tại vì phải đốt hết cho Linh. Linh về Linh đòi đồ hay chứ còn những cái đồ nào là linh tinh ở nhà nào của nó mà có bỏ là không có bỏ nhưng mà có đốt là phải đem tới quả rồi giấy rồi đốt nè chứ không có đốt dơ, linh tinh mẹ, được mẹ còn đốt đồ dơ còn tính giặt nữa tại vì trên trên chảnh có hai chị em ở chợ chung cũng được cũng được giặt giặt xong rồi đốt em với Linh ở chung giặt xong rồi đốt chứ đừng đốt đồ dơ xuống nó nhận đồ dơ tội nghiệp nó tội lắm mang tội lắm hay là bây giờ nói với anh hai là gửi hết toàn bộ đồ đạc của Linh mà gửi về đây để mà đốt cho Linh tại vì Linh về đòi đồ mà chứ đâu phải là về lấy đồ ý là về lấy đồ nó đi dạ tại đồ đạc của em còn nhiều nó á. Còn nó còn vắng dư một cái gì đó nó còn bỏ một món đồ là bộ đồ gì đó cái hôm bữa liệm nó có mặc đồ nhà hay là bạn mua đồ mới mua đồ mới mua chưa bạn lần nào luôn nhưng mà có đem đồ theo nhiều cho nó không có đem đồ liệm bữa nhiều đem nhiều không mà mẹ cũng không thấy nhiều hay có là không nhiều thì không quan trọng nhưng dạ. Mà tất cả hay đồ là đem toàn là ba cái đồ cũ lên. Không còn đồ mới của nó không đem theo Linh đó thì nó đến nào ngay nói để cho người ta hiểu được nói đồ nhiều ít thì người ta không hiểu cái người ta sẽ đánh giá khác nhưng mà nói nào ngay nó thì nó là con gái thì nó phải nhiều đồ dạ. Đó đó là con gái thì đương nhiên nó phải nhiều đồ chứ không phải như đàn ông con trai tụi em đó là ông trai tụi em mặc cái quần cục cũng được nữa đó, chứ còn con gái thì phải đồ lạc đồ này kia kem phấn đủ thứ đó ừ, nó đòi hỏi đủ thứ kem phấn cài lược phải đầy đủ cho nó rồi thêm cái là gái thì nó hên luôn Linh thì nó cũng ít có ăn dọn chứ nhầm lứa khác nó ăn dọn hả đồ nó mà nó lấy xe tải mà chở chưa hết chứ đừng nói đó, thì ôi vậy rồi em ơi thì ở chỗ là đồ thì nói đồ nhiều dít nó không phải là nó lãng phí người ta không hiểu được thì người ta nói mình nghèo mà mình đặt thế này thế nọ mình lãng phí thì sao vậy đó thì là nó là con gái chứ nó làm cái nghề này thì bắt buộc nó phải sửa soạn một vài bộ đồ mới thì đó để mà nó ăn mặc cho nhưng mà tụi em cũng vậy anh đi ra đường phải có cái bộ đồ mới để mặc thì đó bởi vì hôm bữa sợ liệm là liệm toàn đồ cũ thì bỏ cái bộ đồ mới lại nó về nó lấy bộ đồ mới thì sao vậy? Anh hai anh nói là Linh chỉ về đòi đồ thôi hay là có dạ, nói cái gì khác có không có ở cửa nó chưa giờ thì khóc hơi nó thương quá không nhưng mà sao tại sao là khi mà ở nhà mình này cũng có những cái hiện tượng được cho là Linh về rồi mà sao thì giờ Linh về nói là Linh chưa có về tới nhà dạ, chạy vì, đi chạy về hả dạ tại vì hiện cái thường là cái người mình á người ta ba hồn chín vía thì nhiều khi bữa đó em có kêu hôm bữa là rước xác về em có kêu từ trọ đến qua tới bệnh viện nhiều khi dắt đó cái hồn một trong những cái hộp cái vía đó còn ở phòng trọ thì em kêu được về còn dạ. Lại thì còn sót đúng rồi ba hồn chín vía đúng không ba hồn chín vía mỗi người thì người ta có ba hồn chín vía về cái chuyện này cảm ơn em đã chia sẻ ha thì cũng rất là mong là những cái quý bà cô bác đó, thì nếu mà có xem được cái clip này thì mong là quý bà cô bác cứ hãy chia sẻ mạnh tay lên để có thể là đến tay được những cơ quan chức năng cấp cao thì họ có thể là nghe được những cái lời thỉnh cầu này mà họ có thể là giúp cho gia đình để mà đem hồn của em Linh về để mà làm tròn cái trách nhiệm của gia đình là đem em về lại với quê hương nha. Một lần nữa hãy xin kính chào của chú anh chị và đây là cái câu chuyện tâm linh mà nãy giờ quý ông bà, quý cô, dì, chú, bác, quý anh chị cũng đã xem được. Đây chính là những cái điều mà hãy muốn truyền tải và gửi đến cho toàn thể quý ông bà, quý cô, dì, chú, bác biết về cái câu chuyện của chị Linh cả nhà. Đây là một cái câu chuyện mà thực sự mình không thể nào mình có thể dùng những cái lời lẽ, những cái gì đó mà có thể lý giải được cả nhà. Đây chính là cái hiện thực và cái sự thật nhất mà hãy muốn truyền tải và chia sẻ lên cho cả nhà. Còn ở trên đó nữa, giống như là chưa có tụ họp về hoặc cái này hết. Ba hồn chín vía đó. Dạ. Cũng như là lửng. Vì cái câu chuyện này về. Vậy là
là của chú Tọ. Cô nghe cô cũng bận phân. Chú Tọ là cũng như là cái thân xác của em ở đây thôi. Nhưng mà linh hồn của em thì chưa có gì được. Chắc còn phải ở trển. Chết làm sao mà nhập liền được. Yeah. Những thứ lúc mà cháy đâu là quán hồn nó chạy mẹ nó là sức ra luôn mà. Đây hồn chính chí rồi mà có nghĩa là cũng tản. Tản có phải là mình có ở đây chạy rồi. Tản chạy quán nhiều chỗ. Giống như mình đây nè, mình hôn mà cái có một cái tiếng động, thí dụ mình đứng gần đó đi mà có đứng nó chim bóng bóng mà mấy đứa nít làm nổ con còn giật mình. Yeah. Còn nhưng nghe một tiếng nổ giữa gần mình coi, mình cũng chới giới chứ không phải là vừa đâu. Dạ. Còn này nghe mà hô cháy rồi biết chạy đường nào. Lúc đó chạy, lộn chạy có một lại. Cửa một mà nghe nói là có một cửa đi vô à. Rồi chạy đường nào giờ nó cháy ngay cửa rồi đi đường nào. Dạ. Chứ phải có cửa hậu cửa sau nữa thì tung ra đường khác được. Cái như cái bệnh viện An Phú rồi là cô có thấy cửa sau rồi nè. Người ta để là cái cửa thoát hiểm. Cái gì? Còn này cái quán này là nghe nói là có một cửa một đi vô thôi chứ không có cửa đi ra. Rồi lúc đó là cháy ngay cái cửa thì đâu có chạy đường nào thoát. Có một số người ta giống như người ta còn tỉnh táo người ta chạy lên trên sân lên thượng. Lầu. Chạy lên sân thượng. Còn cái quảng loạn chắc có lẽ lúc đó chạy tán loạn người này dẫm lên người kia kiểu vậy. Ngột khói quá chịu không được. Cả nhà thì nói chung là không biết là hiện tại giờ cái linh hồn của em Linh đang ở đâu luôn cả nhà. Vì khi mà làm đám ở đây thì người nhà cũng giống như là cái linh cảm mà em Linh cũng hiển nhiên ở đây. Và khi mà anh của Linh lên trên lại Bình Dương để làm á thì em Linh có gõ cửa và đòi đồ. Đó thì cũng nghe câu chuyện cũng khá là thấy bất ngờ ha, bất ngờ. Dạ. Thì cũng bây mong giờ chắc là nó cũng trong cho mình rước nó lắm. Dạ đúng rồi. Thì cũng mong là một ngày nào đấy thì gia đình mình sớm đi lên đó để mà cầu em về hả cô ha? Dạ, rồi bây giờ cũng mà khuya rồi cô. Để coi ngày mai này có tin mà ở chỗ người ta có trả lời, nếu mình nhà mình mà đi lên thì người ta mở cửa cho vô là trời, chắc là chắc cô mừng lắm. Trong cho sớm ngày nào thì tốt ngày đấy, tại vì nếu thấy mà nghi. Tin vậy là cô mừng dữ dằn. Nghi em Linh mà gõ cửa mà nói giống như là cầu khẩn mình thấy. Đúng rồi. Dạ. Dạ, em báo mộng vậy đang cho người nhà mình sẽ đi rước nó. Vậy thôi cô nghĩ ha cô ha. Gấp gáp mình lên mình không có được đi vô chỗ đó mình giờ mình cắn rứt lương tâm hoài suốt cuộc đời mình luôn đó mình không có. Mình đi là đi một lần cho nó đi đáng luôn á. Bây giờ nán lại đi. Đó bây giờ nó nếu mà nó có thiên nó về cho phòng trọ chảnh thì nó cũng được vô nhà trọ ví dụ như đi thì bây giờ đợi nán lại mấy bữa nó đi cho người ta cũng sớm ta làm việc thế nào ta cũng xả không lẽ người ta niêm phong hoài. Thì chắc là cái thời gian ban đầu đây thì công an người ta cũng mà niêm phong là để ta điều tra cái rõ nhân hơn thì trong thời gian này người ta điều tra người ta cũng tranh thủ gấp rút để người ta điều tra mà dạ. Thì mình cũng mong gửi đến vài lời nói đến cơ quan người ta điều tra gì đó. Dạ. Thì sớm điều tra để mà cho gia đình đầu được đi vào đó tận nơi. Thì mong mấy anh đó được những cái lời nói này mình nhắn gửi tới được cơ quan chức năng, cơ quan cấp cao rồi cơ quan mà đang thụ án, thụ lý cái hồ sơ, những cái hiện trường cháy đó đó. Yeah. Thì mong những cái lời nói của gia đình em gửi đến những cái ban ngành đó thì để nghe được những lời nói của em và mong có một cái kế hoạch sắp xếp cho gia đình em được làm tròn cái trách nhiệm của gia đình một lần cuối cho em Linh đó, một lần cuối để cho bây giờ mình đứng ở ngoài mình kêu nó thì chẳng khác nào như mấy lời nói của em thì chắc em nói ra mọi người cũng hiểu là mình đứng ở ngoài mình kêu dê thì mình giả thiết đi, mình suy nghĩ là như cái lúc mà nó đang trong cái đám cháy đó thì mình đứng ở ngoài mình kêu nó, đứng ở ngoài nó kêu mình vậy thôi chứ nó kêu mình đi vô đi rồi nó đi về với mình cứu nó về đi chứ nó không có ra được thì sao. Dạ em nghĩ trước sau thì người ta cũng mở cũng sớm thôi anh rồi thì bây giờ em cũng mong những cái lời nói của em rồi những cái lời nói thật lòng của em để đến cho mọi người có một cái kế hoạch sớm để cho gia đình của em rước
linh hồn của em Linh được trở về nhà với gia đình. Dạ, cảm ơn gia đình nha. Dạ. Con đi về nha cô. Dạ, anh trai.